Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Giáo sư Ca Thầy nhận định về Việt Nam sau Đại hội 13. Giải thích việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư thêm 5 năm nữa. Giáo sư Ca Thầy đã nói, sở dĩ các quy tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam về tuổi tác và nhiệm kỳ bị phá vỡ là vì cơ cấu phe phái. Trả lời phỏng vấn tại BBC tiếng Việt, ông Ca Thầy có vẻ không lạc quan lắm về tình hình Biển Đông và nhân quyền cho Việt Nam trong thời gian sắp tới, đặc biệt là sau khi ông Nguyễn Phú Trọng lại trúng cử nhiệm kỳ thứ 3 Tổng Bí thư. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ bế mạc của Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Giáo sư Ca Thầy nói như sau, có hai yếu tố chính giải thích vì sao ông Nguyễn Phú Trọng được bầu lại nhiệm kỳ thứ 3, sự kiện chưa từng thấy trong vị trí Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ cấu và phe phái. Yếu tố cơ cấu có thể được so sánh với chứng cớ sơ cứng động mạch, nơi mà có con đường lựa chọn lãnh đạo ngày càng bị hạn chế. Giải pháp là thay đổi cách quản lý cứng nhắc của Đảng với quá trình chuyển đổi thế hệ, hoặc để con người thay đổi lối sống khi về già. 19 thành viên được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 vào năm 2019. Vào năm 2016, đến năm 2020, con số này giảm 5 người do chết, sức khỏe kém, các hình thức kỷ luật hoặc bị khai trừ ra khỏi Đảng. Hai trong số 5 người này được nhắm vào vị trí lãnh đạo tương lai, đó là ông Trần Đại Quang và ông Đông Thế Huynh, cần được miễn quy định về tuổi. Trong số 14 ủy viên Bộ Chính trị còn lại, 7 ủy viên dự kiến nghỉ hưu vì họ đã hơn 65 tuổi và hoặc đã hoàn tất 2 nhiệm kỳ. Nói cách khác, nếu không được miễn quy định về tuổi thì có thể 7 ủy viên Bộ Chính trị đủ tiêu chuẩn được vào tứ trụ. Đó là các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Yếu tố thứ hai là phe phái. Có lẽ tốt nhất được định nghĩa là các phe cánh cạnh tranh với nhau của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một phe gồm các quan chức cấp cao của Đảng có sự nghiệp lâu dài trong bộ máy của Đảng. Phe còn lại là các quan chức cấp cao của Đảng có sự nghiệp trong chính phủ hoặc trong bộ máy hành chính của nhà nước. Ông Nguyễn Phú Trọng được miễn quy định chưa từng có về tuổi tác lẫn nhiệm kỳ vì người kế nhiệm và người được đề cử của ông Trần Quốc Vượng không thể thu hút được sự ủng hộ đông đảo trong ủy viên Ban chấp hành Trung ương của Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng không thành công trong việc tìm người thay thế mình. Khi phe chính phủ đề bạt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, họ đã vấp phải sự chống đối của phe Đảng. Thỏa hiệp lớn cuối cùng có thể được giải thích như sau. Đảng Cộng sản Việt Nam xem chức vị Chủ tịch nước ngang với chức vị Thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được dự báo sẽ làm Chủ tịch nước của Việt Nam tới đây. Chỉ có khi ông Phúc mới đủ kinh nghiệm và uy tín để đảm bảo vị trí này. Điều này có nghĩa là ông Nguyễn Xuân Phúc phải từ bỏ nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai với quyền miễn quy định về tuổi tác. Hai cánh của phe Đảng và phe chính phủ cân bằng nhau bằng cách bổ nhiệm chéo các ứng viên của nhau. Ông Vương Đình Huệ từ phe chính phủ sẽ trở thành Chủ tịch Quốc hội và ông Phạm Minh Chính từ phe của Đảng sẽ trở thành Thủ tướng vào tháng 5 sau cuộc bầu cử toàn quốc tại Đại hội đại biểu toàn quốc ở đây. Câu hỏi được đặt ra là giáo sư nghĩ gì vì điều này sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của người trẻ Việt Nam như thế nào về quá trình bầu cử ở đất nước của họ và nó giúp giải thích cho việc có qua vẻ quan tâm đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ hơn hay không. Giáo sư Ca Thầy nói như sau. Câu hỏi này chính xác là chủ đề được các diễn giả giải đáp tại hội thảo trực tuyến tại Đại học Fulbright ở Việt Nam tổ chức. Hai diễn giả gồm có tôi và ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu tiến sĩ tại New Zealand. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm 5,1 triệu người hoặc khoảng 5% tổng dân số. Như vậy, 95% dân Việt Nam không tham gia trực tiếp vào việc lựa chọn các thành viên của Ban chấp hành Trung ương hoặc Bộ Chính trị. Tuy nhiên, về lý thuyết, họ có quyền biểu quyết trong việc lựa chọn đại biểu Quốc hội có trách nhiệm bầu Chủ tịch nước, Tổng và Thủ tướng. Đảng quy định độ tuổi được giới thiệu vào Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. 70% phân bổ được dành cho người 50-60 tuổi, 10% được dành cho những người 61 tuổi, vì vậy chỉ còn 20% cho người dưới 50 tuổi. Đảng đặt ra giới hạn 12% với phụ nữ, do đó tước quyền tham gia bầu cử của phần lớn dân số. Phải phục vụ đủ một nhiệm kỳ 5 năm trong Ủy ban Trung ương trước khi một đảng viên được xét vào Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh các lãnh đạo của Đảng bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13 diễn ra vào chiều ngày 30 tháng 1 năm 2021. Và họ phải phục vụ thêm một nhiệm kỳ 5 năm trong Bộ Chính trị
để được chọn vào một trong bốn trụ cột. Có vẻ rõ ràng như các văn kiện của Đại hội lần thứ 13 đã nêu rõ, tuổi thọ của Việt Nam hiện nay đang tăng lên. Chắc chắn đã đến lúc cần xét lại quy định về các yêu cầu về độ tuổi và giới hạn về nhiệm kỳ của Đảng để thu hút sự tham gia của các thành viên trẻ hơn trong xã hội. Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand sinh năm 1980, và giới trẻ Việt Nam mê theo dõi các cuộc bầu cử Hoa Kỳ vì Donald Trump là người có cá tính thu hút, trái ngược với tập thể lãnh đạo màu xám của Việt Nam. Giới trẻ Việt Nam bị thu hút bởi những tuyên bố hùng hồn chống Trung Quốc của ông Trump. Câu hỏi tiếp tục đặt ra là ông nghĩ việc gì và công việc mà ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư sẽ ảnh hưởng như thế nào trong 5 năm tới về Biển Đông, mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ cũng như cách đối xử với người bất đồng chính kiến. Giáo sư Ca Thầy nói rằng liệu ông Nguyễn Phú Trọng có hoàn thành thêm 5 năm tại vị hay không là một câu hỏi bỏ ngỏ. Ngoài vấn đề về sức khỏe, có khả năng sẽ có một sự hiểu ngầm là không chính thức rằng nếu đạt được sự đồng thuận về người kế nhiệm, ông Trọng sẽ từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Điều này sẽ tiếp nối tiền lệ thô sơ được đặt ra từ năm 1986 khi ông Đỗ Mười được bầu lại làm lãnh đạo của Đảng chỉ để từ chức vào năm sau cho ông Lê Khả Phiêu lên nắm quyền. Dưới thời cầm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã lùi bước 3 lần khi đối mặt đe dọa và áp lực của Trung Quốc trong các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018, Việt Nam đã ngừng dự án thăm dò dầu khí Repsol của Tây Ban Nha tại khu vực Bãi Tứ Chính. Vào tháng 5 năm 2019, sau cuộc đối đầu kéo dài 4 tháng tại khu vực cũng như tại lô Phong Lan Đỏ do tập đoàn dầu khí của Nga Rosneft điều hành, Việt Nam đã phải hủy hợp đồng với tập đoàn Noble vì dịch vụ của một tàu khảo sát sẽ ra đây. Tiền lệ này khiến cho Việt Nam rất khó tiếp tục thăm dò dầu khí ở khu vực này. Và thỏa hiệp lớn đã được thiết lập ảnh hưởng của chính Đảng, họ tìm cách bảo tồn chế độ độc đảng và định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đây là hình ảnh vào tháng 7 năm 2020, giàn khoan Rosneft ở Bãi Tư Chính đã phải rời đi do áp lực của Trung Quốc, khiến Việt Nam mất 1 tỷ đô la để bồi thường. Điều này có nghĩa là Việt Nam sẽ hạn chế các lĩnh vực sẵn sàng hợp tác với chính quyền của ông Biden nếu chính quyền này nhắc lại mối quan tâm của Hoa Kỳ về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Điều này không có lợi cho những người bất đồng chính kiến trực tuyến cũng như các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ khác, giáo sư Ca Thầy nêu nhận định như vậy. Và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói ông tiếp tục nắm quyền vì chấp hành nhiệm vụ đảng viên mặc dù từng xin nghỉ. Thông tin này được chia sẻ với báo giới vào ngày bế mạc của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi họp báo sau lễ bế mạc đại hội. Vào buổi sáng ngày 1 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng nói sức khỏe là quan trọng và là nhân tố quyết định để làm việc. Ông chia sẻ, tôi cũng không được khỏe lắm, tuổi đã cao rồi, tôi đã xin nghỉ rồi, nhưng đại hội bầu lại thì vẫn phải làm, vì là đảng viên thì phải chấp hành. Tôi cố gắng hết sức, nhưng làm được hay không là phải là tập thể, là lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, toàn đảng, toàn dân, toàn quân, nhất trí đồng lòng. Vai trò của cá nhân quan trọng, nhưng chỉ là cá nhân thôi. Nhiều đồng chí từ miền xa xôi, miền núi, miền biển về thủ đô, đảm bảo an toàn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 xảy ra cũng lo lắm, ông Trọng nói trong cuộc họp báo như vậy. Trước khi diễn ra đại hội, một nguồn ẩn danh đã nói với đài BBC rằng việc đi lại của các đại biểu tham dự lần này sẽ được kiểm soát rất chặt chẽ, một phần để đề phòng rủi ro COVID-19, mặc dù khi đó chưa có dịch, nhưng một phần cũng để các đoàn đại biểu không giao lưu với nhau để vận động mua phiếu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một buổi họp báo cũng nói về các biện pháp chống tình trạng gặp gỡ, ăn uống, chè chén, vận động, xin phiếu bầu tại đại hội lần này. Đây là hình ảnh toàn cảnh lễ bế mạc đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác nhân sự cứ lộ ra sắp tới ông nào làm gì thì đã phức tạp. Sắp tới mình không biết có được bầu không, ông kia sao lại hơn phiếu mình thì tâm tư ngay, rất phức tạp, nhạy cảm. Ông Nguyễn Phú Trọng đã mô tả công tác nhân sự được thống nhất rất nhanh. Lần này các anh chị thấy đấy, tất cả bầu một lần là xong, đầy đủ các chính thức và dự quyết. Hôm qua họp Ban chấp hành Trung ương, dự kiến họp cả ngày, nhưng có buổi một buổi là xong. Bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vân vân, rất nhanh, rất thống nhất cao, ra đại hội thảo luận cả tổ và trên đại hội trường rất nhanh. Trong khi chủ đề cuộc chiến chống tham nhũng được đề cập tới không nhiều trong các bài báo cáo mà ông Nguyễn Phú Trọng đọc tại buổi khai mạc đại hội Đảng, nhà lãnh đạo
76 tuổi dường như đã tận dụng tối đa về sức mạnh của truyền thông khi nói về tham nhũng tại cuộc họp báo sau lễ bế mạc đại hội như sau. Đây, tức là tham nhũng, là bệnh của những người có quyền, có chức, có quyền, có trong tay nhiều tiền nữa, của nữa, rất dễ không chỉ tham nhũng mà còn tiêu cực lợi ích nhóm. Từ năm 2013 đến giờ, làm liên tục xử bao nhiêu vụ, bao nhiêu ủy viên trung ương, bao nhiêu ủy viên bộ chính trị đi tù, thậm chí thu hồi tài sản, tôi cũng không tưởng tượng được, hàng triệu đô la, hàng bao nhiêu tỷ. Chưa bao giờ một khóa có mấy ông ủy viên bộ chính trị phải đi tù, cách chức, thu lại bao nhiêu tài sản, chỉ một việc thôi mà đã hàng triệu đô la. Đấu tranh chống tham nhũng rất phức tạp, khó khăn là như vậy. Nếu không có dũng khí, tình cảm chân chính, bản lĩnh thì dễ mắc lắm. Ông Nguyễn Phú Trọng đã nói như thế. Ông nói thêm, ai chả thích của, thích tiền, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Chết cũng không mang theo tiền được. Trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mô tả đại hội thành công, thì ông cũng gửi đi thông điệp rằng vấn đề không chỉ nằm trong các nghị quyết. Quan trọng hơn là sắp tới, chúng ta phải đưa nghị quyết vào cuộc sống như thế nào, biến nó thành hiện thực ra sao, phải làm ra của cải vật chất, nước giàu, dân phải mạnh, đời sống của nhân dân sung sướng hơn. Thế mới gọi là thành công ở tầm nhìn ấy. Chứ không phải thông qua nghị quyết xong, vỗ tay là đại hội thành công, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ. Tuy nhiên, Việt Nam là một thể chế độc tài, độc đảng, và gần hơn 90 triệu người dân Việt Nam không được tham gia vào vấn đề bầu cử lên cái người lãnh đạo của mình, mà chỉ có một số nhỏ trong đảng tự bầu cho nhau, thì đất nước mãi mãi lầm than và không thể phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 2021 với bản tin Giáo sư Ca Thầy nhận định về Việt Nam sau đại hội đảng lần thứ 13. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.